chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông quý vị thân mến uh, như chúng ta đã biết ý, thì cái việc động thổ xây nhà nó là cái việc hết sức quan trọng và nó nằm trong một trong ba việc lớn của đời người đúng không ạ tức là việc để tậu châu lấy vợ làm nhà tức là phải có một cái sự nghiệp vững chắc đó. sau đó là xây nhà ổn định định cư an cư lạc nghiệp và lấy vợ đẻ con đó và trong cuộc đời của mỗi người thì mọi người thường hầu hết chỉ xây một đến hai căn nhà thôi không có ai vào năm nào cũng đi xây nhà cả, đúng không? trừ những cái người mà họ kinh doanh, buôn bán, họ chủ đầu tư, họ xây nhà cho thuê vân vân. đó. còn nếu mà xây nhà ở thì ít khi mà chúng ta chuyển. đó. và một cái điều cực kỳ quan trọng trong việc xây nhà đó là cái thời điểm đứng ra động thổ xây nhà, nó cũng sẽ mang lại cái cát khí, mang lại cái may mắn, mang lại cái sự thuận lợi, hanh thông cho gia chủ. Đấy. tại vì ấy, trong cái việc xây nhà thì nó có rất nhiều cái sát khí như là gì? chúng ta có thái tuế tuế phá đúng không? ạ? tam sát mộ long hoặc là gì à, ngũ hoàng vân vân đó. À, có rất nhiều thông tin ảnh hưởng đến cái từng hướng nhà và từng tuổi và cái việc xem ra cái thời điểm nào thuận lợi nhất để mà động thổ ấy nó cũng sẽ giúp cho cái gia chủ có được những cái may mắn thu hút cái cát khí từ tiên thiên và giúp cho cái căn nhà xây lên nó được vượng khí khi mà ở trong nhà sẽ phát huy được mọi cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt trong tháng 6 âm lịch để quý vị tiến hành công việc động thổ xây nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm bắt được cái ngày tốt trong tháng, à, giúp quý vị có thể chủ động hơn trong việc là chọn ra ngày tốt, hóa giải những ngày xấu và mang lại những cái may mắn cát tường cho gia chủ. À, như quý vị đã biết đấy, cái tháng 6 âm lịch, tháng 6 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 6 tháng 7 dương lịch đến ngày mùng 3 tháng 8 đúng không ạ? mùng 6 tháng 7 dương lịch thì nó tương đương với ngày mùng 1 đó, ngày mùng 1 thì nó sẽ là ngày Tân Mùi đúng không ạ và ngày ngày mùng 3 tháng 8 thì nó sẽ tương ứng nó sẽ là ngày 29 đúng không ạ 29 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày kỷ hợi và tháng 6 lịch nó là tháng thiếu nhá tháng thiếu nó chỉ có 29 ngày đó. đầu tiên bao giờ cũng vậy để chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh và trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để cùng quý vị và các bạn chọn ra những cái ngày lành tháng tốt và loại bỏ những ngày xấu à, giúp quý vị chọn được những ngày tốt động thổ nó được hanh thông thuận lợi nhé quý vị hãy mở trang 190 của quyển sách ngày tốt tuần thư ra để chúng ta cùng tìm ra những ngày lành tháng tốt nhé à, quý vị cũng thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 34 chín để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Đó. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để loại bỏ ra những hung tinh, tìm ra những cát tinh. Đúng không? Thì đầu tiên chúng ta xét cái hung tinh đầu tiên mà chúng ta cần loại bỏ đó là cái ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong cái tháng 6 âm lịch thì nó sẽ là ngày ngày tuất và ngày thìn. Đó. Ngày tuất là sát chủ dương. Đấy, nó gồm có 3 ngày mùng 4 giáp tuất, 16 bính tuất và ngày 28 là ngày mậu tuất. Thì những ngày này chúng ta không dùng nhé. Còn ngày thìn thì là ngày sát chủ âm đúng không ạ? Sát chủ âm. Nó sẽ có hai ngày mùng 10 là canh thìn và ngày 22 là ngày nhâm thìn nó cũng là ngày sát chủ chúng ta không dùng tiếp theo ngày động thổ thì chúng ta kỵ một ngày nữa đó là ngày sát chủ mùa sát chủ mùa thì nó rơi vào những ngày ngọ ngày ngọ nó là ngày 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 sát chủ mùa nhé sát chủ mùa nó gồm có hai ngày hai ngày nó là ngày 12 hai nhâm ngọ và ngày 24 là ngày giáp ngọ dạ. tiếp đến là chúng ta loại bỏ ngày thiên địa chuyển sát nó là ngày bính ngọ và ngày mộ ngọ bính ngọ mộ ngọ thì tháng này không có hai ngày này nhé tiếp đến là ngày thụ tử ngày thụ tử nó rơi vào ngày ngọ luôn này Đấy, như vậy là ngày ngọ cũng khá là xấu, nó vừa là ngày sát chủ mùa lại vừa là ngày thụ tử đúng không ạ? À, tiếp đến chúng ta cái ngày động thổ thì chúng ta kỹ một ngày là ngày Dương công. Dương công kỵ mà chúng ta cần phải kiêng thì đó chính là ngày ngày mùng 3. Mùng 3 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày Quý Dậu nhá, ngày Quý Dậu. Đấy, nó phạm vào Dương công kỵ. Đó. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cần phải xem xét đó là ngày Nguyệt kỵ. À, Nguyệt kỵ chúng ta sẽ có 3 ngày mùng 5, 14, 23. Ngày mùng 5 thì nó sẽ rơi vào ngày à, Nghệ ngày Hợi này. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào cái ngày giáp thân và ngày 23 23 thì nó sẽ rơi vào ngày quý tỵ. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải xem xét đó là ngày tam nương. Ngày tam nương chúng ta sẽ có 6 ngày nhé Ngày mùng 3 thì nó là ngày quý dậu này. Ngày mùng 7 ngày đinh sửu này. Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày 13 nó là ngày quý mùi này. Ngày 18 thì nó là ngày mậu tí. Ngày 22 nó rơi vào ngày nhâm thìn. Và cuối cùng là ngày 27 Thì nó là ngày đi dậu Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải xem xét Đó là ngày Nguyệt Phá Nguyệt Phá thì nó là ngày đúng Đó ngày xửu Ngày xửu chúng ta sẽ có hai ngày mùng 10, mùng 7 và ngày và ngày 19 Thì đây là ngày Nguyệt Phá chúng ta đang dùng nhé Đó à, Như vậy là những cái hung tin xấu Thì Tử Thông đã vừa loại bỏ ra cùng quý vị rồi đúng không ạ Tiếp theo bây giờ chúng ta cùng xét theo về Xem những cái hung tin nào cần phải tránh nữa Thì trong cái trong cái tháng, tháng 6 này cái tháng tết mùi thì chúng ta kỵ ngày nguyệt kiến nhá nguyệt kiến tệ mùi đây, cái, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về nguyệt kiến thứ hai là gì, ngày thổ phú, thổ phú, thổ phú cũng là ngày mùi nhá cái ngày thổ phú thì kỵ động thổ này, vậy nên là cái ngày này chúng ta cũng cần phải là gì, xem xét kỹ đó tiếp đến là ngày trực bình thì nó là ngày tuất thì quý vị cũng cần phải xem xét nhưng mà cái ngày tuất là một ngày sát chủ đó ạ ngày trực thâu thì nó là ngày thìn thì cũng lại bỏ rồi ngày trực bế là những ngày ngọ thì nó rơi vào ngày thụ tử đúng không ạ ngày kiếp sát thì nó là ngày thân như vậy ngày thân phạm kiếp sát này ngày dậu phạm vào tai sát này và ngày tuất phạm vào nguyệt sát đúng không ạ ông này là phạm vào kiếp sát này ông này phạm vào tai sát này và ông này phạm vào nguyệt sát ba ngày này thì chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ đúng không ạ à, tiếp đến là ngày nguyệt hình thì nó là ngày xỉu đúng không ạ nguyệt hình là ngày xỉu à, tháng này là tháng tháng 6 âm lịch nó là tháng gì tháng tân mùi thì nguyệt hình nó là ngày xỉu ngày nguyệt yểm thì nó là ngày tỵ đúng không ạ như vậy Ngày xử phạm nguyệt hình chúng ta không xét nhé người tị là phạm nguyệt yểm đúng không ạ nguyệt yểm tiếp theo ngày thiên sứ thì nó là ngày tý thiên sứ nó là ngày tý đúng không ạ à, ngày đại thời thì nó là ngày tuất ngày tuất xấu rồi đúng không ạ ngày tứ phế là ngày mậu ngọ thì không có ngày ngũ mộ thì là ngày mậu thân ngày mậu thân trong tháng này cũng không có nhé tiếp theo ngày thổ phù thổ phù thì là ngày tuất thì ngày tuất phạm về sát chủ chúng ta không xét nữa không? ngày ngũ mộ thì là ngày mậu thân không, không? có đúng không ạ? Ngày điện năng là ngày quý mùi và ngày quý tỵ. Ngày điện năng là ngày quý mùi chúng ta loại bỏ rồi này, quý tỵ chúng ta cũng loại bỏ rồi này. Đó. Và một ngày nữa đặc biệt là ngày sau ngày thổ vương dụng sự thì nó chính là ngày thổ phủ thì là ngày tốt ấy, chung người sát chủ nhé, chúng ta đã bỏ qua rồi. Đó. Đó là 25 cái hung tinh mà chúng ta cần phải loại bỏ trước khi mà tìm ra một trong những cái ngày lành tháng tốt và sau khi loại bỏ những hung tinh này đi ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư ngày tốt tuần thư để chúng ta cùng tìm ra những cái ngày cắt lành trong cái tháng 6 âm lịch. Đấy thì quý vị hãy mở trang 190 nhé, của cuốn sách ngày tốt tuần thư để gì? À, tìm ra cho mình những cái ngày lành tháng tốt. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai nhá. Thì cái sao tốt mà nó tốt cho cái việc động thổ ấy đúng không ạ tốt cho việc động thổ thì đầu tiên chúng ta cần phải xét đó là cái sao thiên nguyện cái sao thiên nguyện đúng không ạ à, thiên nguyện trong cái tháng uh, trong tháng sáu lịch ấy thì nó sẽ rơi vào cái ngày mậu ngọ nhưng mà gì mậu ngọ trong tháng này không có thứ hai là gì à, ngày mà có thiên đức thiên đức thì nó ở tại giáp tại ngày giáp nhưng ngày giáp thì chúng ta sẽ có ngày sau này chúng ta có ngày mùng 4 là giáp tuất 14 là giáp thân và ngày 24 là giáp ngọ thì những ngày giáp thì đều là những ngày xấu nhá thứ hai là có thiên đức học là ngày kỷ Ngày kỷ chúng ta có ngày 29 là ngày kỷ hợi này. À, 29 là ngày kỷ hợi này. 19 là kỷ xíu và ngày mùng 9 là ngày kỷ mão. Như vậy là gì? Chúng ta có ngày tốt đầu tiên là ngày kỷ hợi và ngày kỷ mão đúng không ạ? Như vậy chúng ta có ngày tốt đầu tiên là ngày mùng 9 này. Là ngày kỷ mão này. Thứ hai là ngày 29 là ngày kỷ hợi. Đây là hai cái ngày tốt động thổ đầu tiên của cái tháng tháng 6 lịch. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày có Uh, nguyệt đức nguyệt đức nó cũng là ngày giáp và nguyệt đức hợp là ngày kỷ như vậy là gì ngày kỷ này vừa có thiên đức lại vừa có thiên đức hợp nhá vừa có thiên đức hợp lại vừa có nguyệt đức hợp rất là tốt tiếp đến là ngày thiên Sá ngày thiên Sá là ngày giáp ngọ thì nó bị phạm vào ngày Thu tử mới lại phạm vào ngày thiên địa chuyển sát chúng ta không dùng à, tiếp theo là ngày nguyệt ân nguyệt ân thì nó là những ngày tân ngày tân thì chúng ta sẽ có ngày uh, ngày tân này thì chúng ta có ngày 21 là ngày tân mão ngày 11 là ngày Tân Tỵ và ngày mùng 1 là ngày Tân Mùi thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ có đầu tiên ngày tốt thứ ba sẽ là ngày 21 là Tân Mão. Đó. con ngày 11 nhá thì chúng ta để chúng ta xét nếu mà có thêm các tinh nữa thì chúng ta cũng dùng được còn không thì thôi. Tại nó phạm nguyệt điểm đúng không ạ? Tiếp đến là ngày tứ tướng, ngày tứ tướng nó là ngày mậu và ngày kỷ. Đó, ngày tứ tướng là ngày mậu và ngày kỷ. Ngày tứ tướng là ngày mậu và ngày kỷ thì ngày mậu Ngày mậu thì chúng ta sẽ có ngày 28 là ngày mậu tuất này. Đúng không? 28 là ngày mậu tuất. Ngày 18 là ngày mậu tí và ngày mùng 8 là ngày mậu dần. Như vậy là gì? Chúng ta có ngày tốt thứ tư đó là ngày mùng 8 là ngày mậu dần. Đó. À, ngày tốt là 18 này, ngày 28, 28 ngày mậu tuất, mùng 8, 18 28, 18 và 28 không dùng được nhé Đó. Tiếp đến là ngày ngày tứ tư tướng là ngày kỷ nữa đúng không ạ ngày kỷ ngày kỷ thì chúng ta sẽ có đã có rồi đó. chọn ngày kỷ rồi có hai ngày kỷ đó. tiếp đến ngày thời đức là ngày thìn ngày thìn thì bị phạm rồi chúng ta dùng ngày tam hợp thì là ngày hợi và mùi hợi và mùi là tam hợp hợi và mùi đó. như vậy ngày mùng chín ngày tân này. ngày mão chúng ta ngày mùng chín kỷ mão rồi này kỷ mão rồi này tân mão rồi này ngày kỷ hợi rồi như vậy chúng ta còn ngày 17 là ngày đinh hợi nhé thì được tam hợp 17 là ngày đinh hợi đình hợi tiếp đến một ngày nữa Một quý vị có thể xem xét đó là ngày trực khai ngày trực khai thì nó sẽ là ngày ngày tỵ đúng không ngày tị. như vậy những ngày tị có ngày 11 ngày tân tị chúng ta dùng được nhá 11 là ngày tân tị mặc dù nó có nguyệt yểm đấy nhưng nó lại có gì à, nguyệt yểm này nhưng mà nó có tháng 5 ngày tân ngày tân thì nó sẽ là gì có nguyệt tức hợp nhá có nguyệt đức hợp đâm ra là à, ngày tân có nguyệt ân người ân khá tốt thì quý vị có thể yên tâm mà mà, mà sử dụng nhé ngày tân tỵ đó à, thưa quý vị như vậy là gì trong cái tháng 6 này ấy, cái ngày tốt động thổ thì chúng ta sẽ có 6 ngày tốt sẽ có 6 ngày tốt động thổ đó à, ngày tốt đầu tiên thì nó sẽ là ngày mùng chín ngày kỷ mão ngày tốt thứ hai là ngày 29 là ngày kỷ hợi ngày tốt thứ ba là ngày 21 ngày tân mão ngày tốt thứ tư là ngày mùng 8 là ngày mậu dần ngày tốt thứ năm là ngày 17 là ngày đinh hợi và ngày tốt thứ sáu là ngày 11 là ngày Tân Tỵ. Đó là sáu cái ngày tốt trong cái tháng 6 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà để cho mọi việc nó được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Đó. À, thưa quý vị, à, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái tài liệu ngày tốt tuần thư để cùng quý vị và các bạn tìm ra những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà trong cái tháng 6 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. À, bên cạnh đó, bên cạnh cái ngày tốt ấy, thì quý vị hãy mở cái trang 127 để chúng ta gì chọn ra những cái giờ tốt nhé đây là cái cách chọn giờ tốt để quý vị có thể chủ động hơn trong mọi việc Đấy, giúp quý vị chọn được ngày lành tháng tốt giờ tốt để quý vị làm mọi việc cho được thuận lợi hanh thông và may mắn đó à, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất cứ ai à, thưa quý vị như vậy là gì trong cái tháng 6 lịch thì chúng ta sẽ có 6 ngày tốt để cho quý vị tiến hành mọi việc động thổ xây nhà Quý vị có thể chép lại hoặc là chụp lại Chép lại chụp lại Và quý vị cũng có thể là gì? Ghi lại màn hình để gì? Chúng ta chọn ra những ngày lành tháng tốt trước Để chúng ta có thể chủ động hơn trong cái việc là gì? Chọn ra ngày động thổ xây nhà trong tháng 6 lịch năm 2024 à, Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chút thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn